Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Cuộc Sống Hôm Nay. Hôm nay là ngày 31 tháng 5. Mình cũng mới đi làm về và hôm nay mọi người ở trong công ty mình đều đến công ty để nhận lương và trên tay của mình là số tiền lương các bạn. Mình chắc cũng có số tiền lẻ, nó bằng kim loại cho nên nó kêu lọc sọc ở đây. Mình sẽ ra cái chỗ ruộng rau của mình ở đây và sẽ khám phá cùng các bạn khám phá xem là một tháng lương vừa qua của mình làm việc được bao nhiêu tiền nhá, ở Nhật Bản nhá. Đây là cái ruộng rau của mình các bạn này, và các bạn đã được xem cái video mình làm đất ấy, từ cái ngày làm đến giờ. Bây giờ mới có vài cái cây rau nó mọc lên như thế này, và thực sự để mà nói là mình cảm thấy là trồng rau ở bên Nhật Bản này thật sự là không hề đơn giản. Đây là mấy cái cà chua của mình, nó cũng đã lớn bằng thế này rồi các bạn này. Đó, nó đã lớn bằng thế này rồi, và lúc mà mình mới mua về thì nó cũng đã có cái quả đây này, và bây giờ nó đã lớn được như này rồi các bạn này. Và đây là cái đường tàu các bạn này, tàu vừa chạy qua đây, có cái tàu nó chở cái đầu tàu nó vừa đi qua các bạn này. Đây là cái bãi đỗ xe của công ty mình, và đây là cái nhà kho của công ty mình đó. Và bây giờ là đến tiết mục mình sẽ khui cái bảng lương của mình. Mình tạm thời ngồi vào cái bờ tường của công ty đây. Mình cũng nói một chút về cái công việc của mình. Công việc của mình là đi phá rỡ nhà các bạn ạ. Mình đến công ty này làm việc là mình đi phá rỡ nhà, và khi mình ký hợp đồng làm việc với công ty thì là ký hợp đồng làm việc theo giờ. Mỗi một giờ của mình là được nhận về 874 yên, và đây là tháng lương thứ tư mình nhận được. Hôm nay là ngày 31 tháng 5. Và đây là cái tháng 5 này. Còn đây cái số 3 này thì mình cũng không biết là cái lịch của Nhật này nếu có ghi như thế nào thì mình cũng không được rõ lắm đấy. Và đây là cái tên của mình. Hôm nay mình nhận được cả cái giấy này nữa. Thì họ có nói là cái giấy thuế, cái nên kim gì đó. Đấy, thì hôm nay họ đến thì chắc là công ty họ cũng bóc rồi, họ cũng xem cho mình rồi. Thế nhưng mà họ có bảo là mình có một cái giấy ở đây. Thế là chắc mình điền thông tin ở đây xong mình cho cái này vào. Họ nói với mình như vậy. Thế nhưng mà thực sự thì mình chưa biết là nó sẽ như thế nào đấy. Cho nên là hôm nay về mình sẽ hỏi những người liên quan để mà họ có thể giúp cho mình giải quyết được cái giấy tờ này. Thì chắc là nó có liên quan đến thuế má gì đó. Mình suy nghĩ như vậy. Và bây giờ mình sẽ mở cái bảng lương của mình các bạn nhé. Mời các bạn cùng mở bảng lương của mình. Keo vẫn còn dán rất là chặt đây các bạn này. Còn dán rất chặt. Và tính đến thời điểm hiện tại là mình sang Nhật là từ tháng 10 năm 2019, là bây giờ là tháng 5 rồi. Chuẩn bị sang tháng 6, mai là sang tháng 6 rồi. Và trước tiên đây là cái tờ giấy, họ sẽ ghi chi tiết xem nào lương của mình được như thế nào. Đó, chi tiết là lương của mình được như thế nào trong một tháng làm việc. Và tháng này, đây là số ngày mình làm này. Số ngày mình làm là tháng này mình làm 20 ngày này. Và làm một ngày thứ 7 này. Tổng số giờ của 20 ngày của mình là được 160 giờ này. Cộng với lại một ngày làm thứ 7 nữa là tổng cộng là được 168 giờ. Đấy. Số tiền mình nhận được từ 168 giờ là được 14 man 8 sen. 580 yên các bạn này. Đó. Và sau khi trừ các cái loại thuế này, tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền nhà thì mình còn được nhận về 9 man 2 sen. Đấy, 9 man 2 sen và 932 yên. Đó.
Đó. Thế thì sau khi trừ mình làm 21 ngày, sau khi mà mình trừ đi tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền wifi, tiền nhà, tiền thuế, thì mình còn nhận về khoảng độ 18 triệu các bạn ạ, 18, 19 triệu gì đó. Trong cái khoản tiền này là mình vẫn bao gồm chưa trừ tiền ăn các bạn nhé. Và tháng này thì mình làm là 21 công thì thực sự là có ít đấy, vì là trong cái tháng tư là mình cũng có nghỉ mất 4 ngày đó. 4 ngày thường thường là năm nào cũng như vậy đấy, nên là cái tháng năm này thì lương của nó cũng sẽ ít hơn một chút đấy. Thế nhưng mà mức lương của mình được nhận được lại ở đây là tổng thể là được khoảng 19 triệu gì đó. Đấy, 19 triệu. Và mình sẽ giữ lại khoảng độ 3 man, tức là khoảng 6 triệu để mà chi phí tiền ăn trong vòng 1 tháng. Thì mình sẽ còn tiết kiệm được khoảng độ hơn 6 man, hơn 6 man một chút. Hơn 6 man thì nó sẽ rơi vào khoảng độ 12, 13 triệu gì đó. Đấy, thì tháng này của mình chỉ còn tiết kiệm được khoảng tầm 12, 13 triệu các bạn. Và bây giờ mình sẽ đếm xem số tiền của mình nhận được thực tế là như thế nào. Đây là đồng 1 man các bạn này. Đây là đồng 1 man, trị giá của Việt Nam là 2 triệu đồng các bạn này. Mình các bạn cùng đến với mình nhé. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Đây là hết những cái đồng 1 man rồi. Và đây là 2 sen các bạn này. Đây là 2 sen. Đó. Thế còn tổng là 9 man 2. Và đây là số tiền tiền lẻ mình nhận được. Cái đồng to như thế này là 500 yên, trị giá bằng 100 nghìn tiền Việt Nam các bạn. Đấy, và đây là đồng 100 yên, trị giá 20 nghìn Việt Nam. Đó, và đây là những đồng 10 yên, trị giá bằng 2 nghìn Việt Nam các bạn này. Thế nên là chỗ này mình nhận được 6, 7, 8, 9 này, 930 yên, 931 yên các bạn. Đó, thì tổng cộng là số tiền mình nhận về trong vòng 21 ngày làm việc ở Nhật Bản này. Khoản lương tháng năm của mình là mình cảm nhận về 9 man 2 sen và 931 yên. Đấy, mình nhận đầy đủ chỗ này là 931 yên. Thế còn bảng lương của mình chỗ này là 932 yên. Chỗ này mình nhận đủ nhé các bạn nhé. Đây vẫn còn tờ 2 yên đây, mình nhận đủ 932 yên. Đó, thế là lương của tháng này của mình đã nhận đủ. Đó. Và chỉ trong ngày nay ngày mai thôi, mình sẽ ra ngoài bưu điện để mà gửi cái số tiền mình có thể tiết kiệm về. Gửi số tiền về khoảng độ 6 lá các bạn, tương đương khoảng độ tầm 13 triệu Việt Nam gì đó. Đó, thế còn cái số hơn 3 lá này mình sẽ gửi về tầm 6 lá để giúp đỡ gia đình, rồi là bố mẹ mình và vợ mình có thể dùng số tiền này để trả nợ và có thể chi tiêu vào việc này việc khác. Thế còn cái số hơn 3 ma này mình sẽ giữ lại để chi tiêu trong vòng 1 tháng. Vậy là mình đã cùng với các bạn là khám phá bảng lương của thực tập sinh ở Nhật Bản này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.